Đoàn Nhạc Hiếu ra ngoài cổng đón đoàn đại biểu Đảng Chính Quyền vào làm lễ truy điệu. Xin trân trọng kính mời. Đến giờ tổ chức lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Trù, đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Xin mời con cháu, anh em họ hàng ra trước linh sàng xếp thành hai hàng. Xin trân trọng kính mời. Đấy, đứng thành hai hàng như thế, như bên kia. Rồi. Ban tổ chức tang lễ đề nghị bộ phận chiêng trống cử cho bá hồi. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban tang lễ lên thắp một tuần nhang. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính viếng hương hồn đồng chí Trần Quốc Trù. Kính thưa ban tổ chức tang lễ. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Tân Hương. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quý khách, gia đình nội ngoại, gia đình thông gia, bạn bè gần xa. Kính thưa toàn thể nhân dân, bà con lối xóm. Đồng chí Trần Quốc Trù sinh ngày 3 tháng 8 năm 1946 tại xóm Duyên Bắc, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 6 năm 1969, nguyên trưởng công an phường Mò Chè, thị xã Sông Công, nay là thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Quốc Trù sau một thời gian lâm bệnh đã được y bác sĩ, gia đình con cháu hết nằm chăm sóc.
Song tuổi cao, sức khỏe yếu, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng từ giã cõi trần đi theo con đường tiên tổ vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày mùng 9 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 76 tuổi. Hơn 50 năm, đồng chí tham gia công tác phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều giấy bằng khen, đặc biệt là đồng chí được nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng. Đồng chí mất đi, đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng bộ xã Tân Hương nói chung, chi bộ Duyên Bắc nói riêng. Để tỏ lòng thương nhớ đồng chí và thực hiện theo yêu cầu chỉ thị của Đảng, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể xã Tân Hương, chi bộ, chính quyền hai xóm Duyên Bắc, Thành Nam tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Trù theo quy định của Đảng. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua quyết định thành lập ban tang lễ đồng chí Trần Quốc Trù. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thị xã Phổ Yên, Đảng ủy xã Tân Hương số 46 QĐ-DU Tân Hương ngày 17 tháng 8 năm 2021 quyết định thành lập ban tang lễ. Căn cứ vào quy định số 611 QĐ-TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 của tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ diện tỉnh quản lý. Căn cứ vào báo cáo của chi bộ Duyên Bắc về việc đồng chí Trần Quốc Trù, đảng viên được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng đã từ trần, ban thường vụ Đảng ủy xã Tân Hương quyết định điều 1, nay thành lập ban tang lễ đồng chí Trần Quốc Trù, đảng viên được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng, gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng ban. 2. Đồng chí Bùi Xuân Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Phó Ban Thường trực. 3. Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ Thành Nam, Phó Ban. 4. Đồng chí Bùi Huy Phúc, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Ủy viên. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Ủy viên. 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy viên. 7. Đồng chí Ngô Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Ủy viên. 8. Đồng chí Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Bí thư Đoàn xã, Ủy viên. 9. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Ủy viên. 10. Đồng chí Trần Trọng Thân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Ủy viên. 11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến, Bí thư chi bộ Duyên Bắc, Ủy viên. 12. Đồng chí Ngô Xuân Nguyên, trưởng xóm Duyên Bắc, Ủy viên. 13. Đồng chí Đào Văn Nương, trưởng xóm Thành Nam, Ủy viên. 14. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, trưởng ban công tác mặt trận xóm Duyên Bắc, Ủy viên. 15. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp, trưởng ban công tác mặt trận xóm Thành Nam, Ủy viên. 16. Đồng chí Vũ Minh Dũng, công an viên xóm Thành Nam, Ủy viên. 17. Các ông bà, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cơ sở Duyên Bắc, Thành Nam, Ủy viên. 18. Ông Trần Quang Hiển, đại diện gia đình, Ủy viên. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng ban tang lễ lên đọc lời tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Điếu văn đồng chí Trần Quốc Trù, đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng. Kính thưa hương hồn đồng chí Trần Quốc Trù, kính thưa toàn thể gia quyến, kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Hương, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho cấp ủy, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận, cơ sở xóm Xuyên Bắc, Thành Nam cùng toàn thể bà con nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Trù sinh ngày 3 tháng 8 năm 1946 là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vào đảng ngày 9 tháng 6 năm 1969, chính thức ngày 9 tháng 3 năm 1970, đang sinh hoạt tại chi bộ Duyên Bắc, Đảng bộ xã Tân Hương, đồng chí được tặng huy hiệu 55 tuổi đảng. Đồng chí đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho lý tưởng Cộng sản đã vĩnh biệt chúng ta. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí được gia đình, các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, hết lòng cứu chữa. Song do bệnh nặng, đồng chí không qua khỏi và đã tạ thế vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 9 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 76 tuổi, để lại cho đồng chí, bạn bè, gia đình và người thân một nỗi xót thương vô hạn. Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hương, chi ủy, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận, xóm Duyên Bắc và xóm Thành Nam cùng gia đình, họ hàng và toàn thể nhân dân địa phương tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng cho đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Trần Quốc Trù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lâm tại xóm Duyên Bắc, nay là xóm Duyên Bắc, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Khi còn nhỏ, đồng chí được gia đình yêu thương, đùm bọc, nuôi ăn học. Khi ở tuổi thanh niên, đồng chí đã tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn, đội tại thôn xóm. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người thanh niên tích cực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Bác Hồ, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng từ năm 1958. Từ năm 1958 đến năm 1966, đồng chí đi học và tham gia hoạt động thiếu niên. Năm 1964, đồng chí được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Năm 1965, đồng chí là bí thư chi đoàn lớp. Tháng 5 năm 1966 đến tháng 11 năm 1966, đồng chí được đào tạo công an tại trường Công an Việt Bắc. Từ tháng 12 năm 1966 đến tháng 2 năm 1972, đồng chí công tác tại Công an thành phố Thái Nguyên. Tháng 3 năm 1972 đến tháng 4 năm 1975, đồng chí là công an đồn số 2 tỉnh Bắc Thái, là phó bí thư chi bộ. Tháng 8 năm 1975 đến tháng 5 năm 1976, đồng chí được chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh làm phó chủ tịch kiêm trưởng công an khóm 4, phường Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 1976 đến tháng 1 năm 1979, đồng chí là ủy viên phó chủ tịch trưởng công an phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1979, đồng chí được nhận công tác về Ban Nghiên cứu Tổng hợp Công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1980 đến tháng 4 năm 1988, đồng chí là thượng úy, đảng viên, bí thư chi bộ Công an phường, trưởng Công an phường Lương Châu, thành phố Sông Công.
đến tháng 2, đến ngày 2 tháng 12 năm 1988, đồng chí nghỉ hưu về sinh hoạt tại địa phương. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Về đời tư, đồng chí xây dựng gia đình với người bạn đời là bà Nguyễn Thị Nga, sinh hạ được 5 người con, 4 trai, 1 gái và 2 người con nuôi. Các con của đồng chí đều yêu thương hết mực, nuôi ăn học đến nay đều đã trưởng thành, có công ăn, việc làm ổn định. Các cháu nội, chắt ngoại của đồng chí đều ngoan ngoãn, học tập, tiến bộ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, thắt chặt mối quan hệ, máu thịt giữa đảng với nhân dân và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với đồng chí đồng nghiệp và bạn bè, đồng chí luôn tôn trọng và khiêm tốn học hỏi. Đồng chí suốt đời sống giản dị, chân tình, được mọi người yêu thương, quý mến và quý trọng. Đối với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, mẫu mực, giàu lòng nhân ái, thương yêu. Với họ hàng, làng xóm, đồng chí luôn kính trọng mọi người, sống cởi mở, chan hòa và đầy trách nhiệm. Với 76 năm tuổi đời, 52 năm tuổi đảng, đồng chí Trần Quốc Trù đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng chí được Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen về thành tích công tác chuyên môn vào năm 1976. Đặc biệt, đồng chí đã được Đảng và nhà nước trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 55 tuổi đảng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Trần Quốc Trù mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà, là một tổn thất lớn cho gia đình và con cháu họ hàng. Đảng bộ xã Tân Hương mất đi một đồng chí đảng viên trung kiên, mẫu mực. Hội người cao tuổi mất đi một thành viên, một hội viên tiêu biểu, tích cực, gương mẫu. Gia đình, con cháu mất đi một người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Quê hương, cộng đồng, thôn xóm mãi mãi mất đi một người bạn, một người công dân tiêu biểu. Hàng xóm, láng giềng mất đi một người tốt bụng, thân thương. Đồng chí Trần Quốc Trù không còn nữa, nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những công lao đóng góp của đồng chí vẫn mãi mãi được Đảng, nhà nước và nhân dân ta ghi nhận trong suốt quá trình trường tồn và phát triển của quê hương đất nước. Hôm nay, trước linh cữu đồng chí, với tấm lòng tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin nguyện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó mà đồng chí ngày xưa hằng mong muốn. Một lần nữa, thay mặt cho ban tang lễ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ đồng chí hôm nay, xin được chia sẻ nỗi đau thương này cùng gia đình tang quyến, cầu mong hương hồn đồng chí về nơi cõi vĩnh hằng yên giấc ngủ ngàn thu. Chào vĩnh biệt. Thank you.
Ban tổ chức trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình lên đáp từ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, ban ngành đoàn thể xã Tân Hương, kính thưa các đồng chí cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận hai xóm Duyên Bắc và Thành Nam, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, gia đình, thân bằng cố hữu, gần xa, các gia đình thông gia, bà con nối xóm, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, bố của chị em chúng tôi qua thời gian, bố của chị em chúng tôi do bệnh nặng đã được các con, các cháu, gia đình đưa đi bệnh viện, được bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, không qua khỏi được, đã chút hơi thở cuối cùng đi theo con đường thiên tổ vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8, 2021, cùng giờ ngày 9 tháng 7, năm Tân Sửu ở xóm Duyên Bắc, xã Thư Hương, thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên, hưởng thọ 76 tuổi. Hôm nay, ban tổ chức lễ tang và các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Tân Hương cùng cán bộ và nhân dân hai xóm, anh em gia đình thân bằng cố hữu gần xa, các gia đình thông gia, bà con nối xóm, anh em đô tùy đã đến gia đình để tổ chức lễ truy điệu và đưa bố tôi và đưa lễ truy điệu và đưa bố của chị em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Tân Hương, cấp ủy, chính quyền, công tác mặt trận hai xóm, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, gia đình, thân nhân nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, bà con nối xóm đã đến kính viếng bố của chị em chúng tôi và chia buồn cùng gia đình sau khi đưa bố tôi ra đồng được mồ yên mả đẹp. Tôi thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời ban tổ chức lễ tang, anh em đô tùy cùng toàn thể quý khách và các vị có mặt tại buổi tang lễ hôm nay quay lại gia đình xơi rượu uống nước chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và xin ý kiến. Để tưởng niệm đến vong linh đồng chí Trần Quốc Trù, tôi đề nghị tất cả mọi người có mặt dự buổi lễ, chúng ta đứng dậy dành cho đồng chí một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Rồi. Tiếp theo, xin mời anh em đô tùy vào trước linh sàng để làm nhiệm vụ.